Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến dự sinh hoạt chi bộ thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Chi bộ thôn Lại Ốc hiện có 66 đảng viên đang sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, Ban Chi ủy chi bộ thôn Lại Ốc đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết tháng 12 năm 2022 của chi bộ, đồng thời triển khai nghị quyết tháng 1 năm 2023, trong đó tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vệ sinh môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm nhân dân đón Tết Nguyên đán 2023 an toàn, lành mạnh. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên tích cực tham gia ý kiến về một số vấn đề công tác bảo vệ môi trường, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ làm sao cho hiệu quả, công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên, việc xây dựng nghị quyết của chi bộ phải tập trung, triển khai hiệu quả để mang lại kết quả cao, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ tu sửa toàn bộ đình làng thôn Lại Ốc, chỉ đạo công ty điện lực di chuyển bốt điện để bảo đảm an toàn cho nhân dân, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt được làm bài bản, đặc biệt là ý kiến thẳng thắn của các đảng viên tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết của chi bộ, thảo luận đề ra các nhiệm vụ chi bộ cần quan tâm triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chi bộ thôn tập trung lãnh đạo nhân dân, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nghiên cứu chuyển đổi mô hình sản xuất để tăng năng suất thu nhập, tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển đô thị thương mại dịch vụ. Về phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: nếu mà ta phân rác thải tại nguồn thì giảm được khoảng 50-60% cái lượng rác thải phải xử lý. Bởi vì hiện nay là chúng ta chưa kịp xây dựng nhà máy để xử lý rác thải. Duy nhất là chỉ chúng ta có một nhà máy sản xuất Urenco trước đây. Và luôn tồn tại vừa rồi thêm một nhà máy nữa, đó là của T&T và cái nhà máy rác xỉ thử 20 tấn. Chứ mà hiện nay là năng lực sản xuất rác thải của cả tỉnh bây giờ thì chưa được 300 tấn nữa. Nhưng mà cái khối lượng rác thải bây giờ hiện nay cả tỉnh khoảng gần 800 tấn nữa. Đây là một nỗi rất lo lắng của toàn dân chúng ta, cả hệ thống chính trị cũng đang rất lo lắng và chúng tôi đang rất quyết liệt để đẩy nhanh, đẩy mạnh xây dựng các nhà máy để xử lý rác thải cái đó. Thì những lượng thừa đó thì chỉ có chôn lấp, hợp vệ sinh. Nhưng mà chôn lấp vào đây cũng chỉ là có gần 500 tấn thôi, 400 tấn, cộng với là xử lý rác thải gần 300 tấn, hơn 600 tấn, vẫn là vậy, là còn khoảng 200 tấn nữa vứt lung tung và tồn đọng ở các xã, các thôn. Rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Thì nhân đây thì tôi cũng đề nghị là chi bộ thôn sẽ có nghị quyết sau khi tỉnh chỉ đạo năm 2023 nghị quyết để xử lý cái rác thải tại nguồn, hướng dẫn bà con nhân dân trong toàn thôn của chúng ta là hưởng ứng. Chi bộ thôn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong xây dựng nghị quyết, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, quan tâm chăm lo công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giải đáp một số thắc mắc của đảng viên tại buổi sinh hoạt và yêu cầu lãnh đạo xã Long Hưng và huyện Văn Giang khẩn trương triển khai đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của đảng viên và nhân dân.